Xin chào tất cả các anh chị, chúng ta đã quay trở lại với dự án The Global City và tôi là Thành Tấn, chuyên tư vấn đầu tư bất động sản với hơn 8 năm kinh nghiệm ở tại thị trường bất động sản khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay Tấn bên phòng kinh doanh của dự án để chia sẻ cũng như cập nhật đến cho tất cả các anh chị đã là cư dân ở tại phân khu Soho dự án The Global City, hay là những anh chị chúng ta đã và đang quan tâm đến dự án này mà chúng ta chưa có thời gian sắp xếp để đi đến tham quan cũng như là muốn tìm hiểu chi tiết và chuyên sâu hơn về dự án trước khi các anh chị mình chọn sản phẩm ở tại phân khu Soho cũng như là tại dự án The Global City. Và qua clip này Tấn gửi đến cho tất cả các anh chị chúng ta những thông tin cũng như hình ảnh cập nhật mới nhất về dự án này, và mong rằng những thông tin mà Tấn chia sẻ trong clip này sẽ mang lại những thông tin hữu ích giúp cho các anh chị chúng ta dễ dàng trong việc chọn căn ở tại dự án này cũng như là nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ phía bên phòng kinh doanh cũng như bên Tấn các anh chị nhé. Và Tấn sẽ có một series video về dự án The Global City. Mỗi ngày như vậy Tấn sẽ có những thông tin hữu ích đến cho tất cả các anh chị. Chính vì như vậy các anh chị chúng ta đang quan tâm đến dự án này hoặc là cư dân ở tại phân khu Soho cũng như ở tại dự án The Global City, vui lòng like và đăng ký kênh cũng như là subscribe để mà ủng hộ cũng như là theo dõi cũng như là nhận được cái video nhanh nhất khi mà Tấn upload lên các anh chị nhé. Và ngay bây giờ xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng theo dõi video đầu tiên về dự án The Global City Tấn quay ban ngày. Ngày hôm qua Tấn có một cái video chia sẻ cũng như cập nhật là Tấn bay flycam vào buổi tối rất là đẹp, đẹp hơn cả Dubai cũng như Singapore luôn. Nói thì hơi quá một tí nhưng mà thật sự rất là đẹp các anh chị. Và ngay bây giờ đây xin mời tất cả các anh chị cùng theo dõi những hình ảnh mà Tấn quay flycam ngay trên màn ảnh nhỏ các anh chị. Hiện nay flycam của chúng ta đang bay đến với dãy liên kê 7. Dãy liên kê 7 này thì có 46 căn và chúng ta sẽ có thiết kế ở tại phân khu Soho của chúng ta là gồm có 915 căn, chúng ta xây dựng là 5 tầng, 1 tầng trệt và 4 tầng lầu, và chúng ta sẽ bàn giao hoàn thiện bên ngoài thô bên trong, và đặc biệt là chúng ta sẽ có bàn giao thang máy riêng cho từng căn. Và ở tại phân khu Soho này với dãy liên kê 7 thì chúng ta đã bán hết rồi. Như các anh chị chúng ta đang xem, dãy liên kê 7 là mặt đường được 20m. Ngoài dãy liên kê 7 này ra thì chúng ta đang có những dãy nằm ở vị trí liên kê 4 và liên kê 5 có giá bán rất là tốt. Ví dụ như là trường hợp dãy liên kê 5 thì chúng ta sẽ có giá bán là 38 tỷ tư một căn. Đó chính là căn LK504. Trường hợp mà các anh chị muốn mua căn biên hoặc là căn gốc hay là những căn mặt tiền đổi sân hợp cũng có giá cũng như có căn cho các anh chị chúng ta lựa chọn. Trường hợp dãy liên kê 4 thì chúng ta sẽ có dãy liên kê 424. Và chúng ta sẽ có căn biên diện tích là ngang 7m và chúng ta sẽ có giao bán đâu đó rơi tầm khoảng chừng 46 đến 48 tỷ một căn. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có những căn nằm ở vị trí góc hai mặt tiền đường có diện tích là 139 m vuông có giao bán trên dưới 70 tỷ một căn. Và ngoài ra nữa thì có những căn nằm mặt tiền đường đổi xứng hợp 30m và chúng ta sẽ có căn LK125, LK126 giá là 55 tỷ một căn. Trường hợp các anh chị mình thanh toán nhanh chỉ còn lại 47 tỷ một căn thôi. Chúng ta có thể khai thác cũng như kinh doanh, chúng ta có thể để ở và theo cái mục đích riêng khác nhau của các anh chị chúng ta có thể khai thác được luôn các anh chị nhé. Và hiện nay flycam của chúng ta đang bay thẳng về hướng đường 20m. Đây là một trong hai ba cái trục đường huyết mạch cũng như là quan trọng nhất của dự án The Global City. Cái trục đường này thì Tấn flycam của Tấn sẽ bay thẳng theo cái trục đường 20m này để cho tất cả các anh chị xem tất cả những dãy liên kế ở tại dự án phân khu Soho của chúng ta. Phía bên trái đó chính là khu sale gallery hay là phòng kinh doanh của phía bên Tấn đang ngồi trực cũng như làm việc ở đây. Ở đây chính là khu nhà mẫu có quy mô hơn 10.000m², đã hình thành vào cuối năm 2022 đến cho tất cả các anh chị chúng ta đến để mà tham quan cũng như là tìm hiểu về cái dự án này. Và ngoài ra nữa, khu vực này sẽ thường xuyên tổ chức những cái chương trình hội nghị hoặc là những cái sự kiện diễn ra vào cuối tuần hay là bất kỳ một cái chương trình nào đó thì chúng ta sẽ tập trung ở đây là chủ yếu. Và flycam của chúng ta đang bay dọc theo những dãy liên kế. Dãy liên kế của chúng ta gồm có 15 dãy, trong đó thì phía bên phải của chúng ta lần lượt là dãy liên kế 5, liên kế 4, liên kế 3, liên kế 2, và phía bên trái đó chính là liên kế 1. Và phía bên trái liên kế 1 của chúng ta gồm có 29 căn cho một dãy này. Còn phía bên phải là những căn có số lượng căn cho mỗi mặt đó chính là 46 căn. Và tất cả những căn ở đây, ở tại phân khu Soho của chúng ta đã hình thành xong hết rồi.
và chúng ta cũng đã bàn giao nhà cho quý anh chị cư dân. Và theo ghi nhận của Tấn thì dãy liên kế 423 căn thì dự kiến đâu đó thì tầm khoảng chừng 1 đến 2 tháng nữa sẽ đi vào hoạt động. Dãy này thì có rất là nhiều cái hoạt động ăn uống vui chơi giải trí ở tại 23 căn ở tại dãy liên kế 4 này. Và liên kế 4 này cũng đang còn một vài căn các anh chị chúng ta quan tâm thì Tấn sẽ cập nhật giá bán cũng như vị trí cho các anh chị chúng ta theo dõi cũng như là cân nhắc lựa chọn nhé. Tiếp theo dãy liên kế 1 của chúng ta còn lại là 2 đến 3 căn với giá trung bình khoảng trên dưới 70 tỷ một căn. Đối diện với lại nhạc nước và phía bên sau đó đối diện với lại sale gallery hay là phòng kinh doanh. Ngoài ra nữa thì ở tại dự án The Global City sẽ có rất là nhiều thông tin, ví dụ như đường 20m đối diện với lại trung tâm thể dục. Xin lỗi, đối diện với trung tâm thương mại thì chúng ta còn lại 2 đến 3 căn nữa, giá trung bình khoảng chừng 70 tỷ một căn. Trung tâm thương mại phía bên phải màn hình, ngã tại khu vực sân khấu đó thì chúng ta sẽ có quy mô cũng như diện tích là 123.000 m². Còn dọc theo dự án của chúng ta thì có kênh đào xuyên tâm dài 2 cây số, có hai kênh đào như vậy. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có hệ thống nhạc nước lớn nhất ở tại khu vực đông, dài nhất ở tại khu vực Đông Nam Á. Về vị trí cũng như về những thông tin tiếp theo ở tại dự án The Global City, Tấn sẽ cập nhật cho các anh chị mình ở những video tiếp theo. Tấn sẽ thường xuyên cập nhật như vậy, mỗi ngày Tấn sẽ có một cái video đến cho tất cả các anh chị chúng ta đang quan tâm đến dự án này. Sắp tới sẽ có một trong hai cái khu thấp tầng sẽ tiếp tục triển khai và cùng song song với sản phẩm căn hộ các anh chị nhé. Đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ Tấn cũng như theo dõi liên tục các anh chị.